IVF Phương Châu xin chào anh chị. Video này sẽ hướng dẫn anh chị cách tiêm loại thuốc Burigon 300 đơn vị với liều 100. Thì với liều 100 đơn vị, ống thuốc này anh chị sẽ tiêm được 3 lần. Bước 1, kiểm tra thuốc với toa thuốc, xem trên toa thuốc có đúng tên thuốc hay không. Cái thứ hai là liều tiêm có đúng 100 đơn vị hay không, và cuối cùng là ngày tiêm được chỉ định có đúng hay không. Anh chị kiểm tra lần cuối cùng trên hộp thuốc có đúng tên hay không. Kế tiếp sẽ kiểm tra hạn sử dụng của hộp thuốc còn hay không. Đối với ống thuốc, anh chị sẽ kiểm tra chất thuốc bên trong có thay đổi hay không. Với ống thuốc bình thường sẽ có màu trắng trong. Với ống thuốc bị hư thì màu sẽ bị đổi và thuốc sẽ bị vón cục lại. Sau các bước kiểm tra thì anh chị cần phải rửa sạch tay với dung dịch sát khuẩn có chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi thực hiện lắp thuốc và chỉnh liều thuốc. Ở bước lắp thuốc thì anh chị sẽ thực hiện thao tác tháo bút tiêm ra làm hai phần. Và khi anh chị lắp ống thuốc vào, chú ý là cầm ống thuốc hướng đầu có thuốc xuống dưới và để vào ống thuốc. Ở thao tác vặn bút tiêm lại thì chú ý là anh chị sẽ vặn chặt bút tiêm lại. Bước 2 là chỉnh liều thuốc. Anh chị chỉnh liều bằng cách xoay núm chỉnh liều sao cho cửa sổ chỉnh liều từ số 0 lên đến số 100 đơn vị thì dừng lại. Với trường hợp anh chị vặn hút liều thì anh chị sẽ vặn qua luôn đến liều tối đa và thực hiện vặn liều lại từ đầu. Kế tiếp anh chị sẽ tháo niêm phong nắp kim và thực hiện vặn nắp kim vào bút tiêm. Ở thao tác vặn nắp kim á, anh chị chú ý là vặn vừa phải, không vặn quá chặt sẽ làm bể nắp kim, dẫn đến trường hợp là thuốc sẽ bị chảy ra ngoài trong quá trình anh chị bơm thuốc. Bước 3, anh chị thực hiện tiêm thuốc. Anh chị sẽ xác định vị trí tiêm. Thì vị trí tiêm mình xác định sẽ là dưới rốn, cách rốn khoảng 4 đến 5 xăng, tương đương khoảng 2 lóng tay. Anh chị có thể tiêm ở vị trí là từ trái sang phải hoặc là từ phải sang trái, miễn sao cách rốn 2 lóng tay và nằm ở phần dưới rốn là được. Kế tiếp thì anh chị sẽ thực hiện rửa tay lại với dung dịch sát khuẩn chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi mà mình thực hiện sát khuẩn vùng tiêm. Dùng gạt tẩm cồn hoặc là gòn khô thấm cồn để sát khuẩn vùng tiêm theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài. Trước khi tiêm, anh chị kiểm tra lần cuối cùng cửa sổ chỉnh liều có hiện đúng số 100 đơn vị hay không. Và tháo hết toàn bộ nắp kim ra. Anh chị véo da bụng lên, ghim kim nhanh một góc 45 đến 90 độ. Một tay anh chị sẽ cố định bút tiêm, tay còn lại anh chị sẽ ấn đè nút chỉnh liều để bơm thuốc. Cửa sổ chỉnh liều từ 100 sẽ lùi dần dần về tới số 0 là anh chị đã tiêm hết liều được chỉ định hôm nay. Tiêm xong anh chị sẽ tháo nắp kim ra bỏ, còn bút tiêm anh chị sẽ bảo quản vào ngăn mát tủ lạnh để hôm sau tiếp tục tiêm liều kế tiếp. Đến liều tiêm cuối cùng của ống thuốc thì anh chị sẽ tháo ống thuốc ra. Sẽ thấy trong ống thuốc còn dư lại một lượng thuốc đệm, anh chị sẽ không được tiêm lượng thuốc đệm này. Sau khi tiêm thuốc thì anh chị cần phải theo dõi các biểu hiện như sau. Các biểu hiện bình thường là tràn bụng dưới, căng ngực, đau lưng và dịch âm đạo ra nhiều. Các biểu hiện bất thường anh chị cần phải liên hệ với nhân viên y tế ngay lập tức. Đó là khó thở và đau bụng do bụng căng lớn. Thứ hai là chóng mặt, nôn ói kèm theo tiêu chảy và tiểu ít, mặc dù là đã uống rất nhiều nước. Thứ ba là sẽ ngứa, nổi mẩn đỏ vùng tim hoặc là lan khắp cơ thể, dịch âm đạo ra nhiều, có mùi hôi và ngứa. IVF Phương Châu xin cảm ơn.